À, Xuân Dũng chào toàn thể cô chú anh chị, quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Xuân Dũng tin nóng tự danh thân mến. Vừa qua Xuân Dũng đã tình cờ gặp em Thái Salem, và trong những số comment của quý vị khán giả để lại có nói rằng là gia đình hoàn cảnh của Thái Salem rất là khổ tội nghiệp, hiện tại bây giờ cha mẹ già yếu bệnh tật và đi bán vé số. Sau khi mà xem những cái comment đó thì Xuân Dũng cũng được sự động viên của một số cô chú mạnh thường quân, có nói Dũng rằng là đi xác minh và nếu thực tế như vậy thì sẽ có hướng để giúp đỡ cho gia đình của em Thái Salem, một người cảm thấy là rất là đáng thương và tội nghiệp. Tuy rằng giới tính của em có một chút là nó khác với chúng ta, tuy nhiên thì như Dũng đã chia sẻ, Dũng không kỳ thị đối với những người không kỳ thị mọi tôn giáo, mọi giai cấp và cũng như về giới tính. Hôm nay thì Xuân Dũng đã có mặt ở tại xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và để tìm đến nhà của em Thái Salem. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi hành trình này nhé. Tôi đã chót yêu đơn phương một người nên đã chót mang niềm đau cả đời. Dù lòng nào đâu gian dối, cớ sao lời chẳng nói nên câu, để đêm về lạnh giá con tim. Dạ vâng, thưa quý vị, theo như em Thái Salem có chia sẻ thì nhà em tên là Tiến và có nhà ở ngay gần chợ Ông Văn, nhà xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì Xuân Dũng đã có mặt ở tại chợ rồi, và sau khi mà tới chợ xong, người ta nói rằng đi vào trong cái chỗ này đây để hỏi thì sẽ rõ. Và Dũng đang gặp một cô ở đây khi mà dạ ở xóm ha. Dạ cô ơi, con chào cô. Cô có thể chia sẻ cho con được biết là cô tên là gì ạ? Tên là Lê Thị Ngọc Hoa, bé học thần của bé ba bán bánh cam chợ Ông Văn. Dạ. Thì cô là vừa nói là cô tên Tinh Hoa hả? Tinh Hoa và dạ. Ở nhà ngoài thường gọi là bé ba bán bánh dạ. Cam chợ Ông Văn. Dạ. Cô Hoa hay còn gọi là cô bé ba dạ. Bán bánh cam ở chợ Ông Văn đấy quý vị. Đúng rồi, đúng rồi. Chắc có lẽ rằng là cô Hoa biết rõ về hoàn cảnh của gia đình em Tiến này đúng không cô? Dạ. Em Tiến có cái biệt danh là Thái Salem này. Rồi, dạ. Cô có thể chia sẻ cho Xuân Dũng cũng như là cộng đồng mạng được biết về hoàn cảnh của em Thái được không ạ? Dạ. Thái Salem ở đây thì mẹ cha chết, còn mẹ khổ dữ lắm, mẹ đi bán vé số, mẹ bệnh nặng dữ lắm, mẹ nặng yếu hơn Salem nhiều. Bệnh gì à cô? Bệnh đủ thứ tùm lum hết ráo. Dạ. Mình bây giờ cũng đang đi bán vé số. Đi ngồi không nổi. Dạ. Có thương thì thương phải thương mẹ Salem nhiều nhất. Dạ. Thái Salem cũng đáng thương, cũng đáng thương. Đáng thương nữa. Tại vì nó có phần căn dựa nó. Ủa vậy hả cô? Đúng rồi. Dạ. Nó có phần căn dựa nó mới đi hoài, rồi mẹ nó khổ dữ lắm. Vậy là ở đây có đất có đa gì không? Không, không có đất, không có nhà cửa luôn nữa. Hiện tại bây giờ nhà trọ ở chợ gạo. Ồ vậy hả? Dạ. Dạ, tội nghiệp quá vậy. Dạ. Mà đang đi bán vé số. Đã đi bán số ngon không nổi. Bà năm nay khoảng bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bà năm nay cỡ không mấy 70 gì á. Dạ. Bệnh nặng. Nhà Thái có mấy em chị em? Có mình Thái thôi. Mình Thái thôi hả? Mình Thái thôi. Ồ vậy hả? Mẹ cha chết còn mẹ bán vé số. Dạ. Bà bán số từ xưa giờ. Dạ, không có đất đai ruộng vườn gì luôn. Không có ruộng đất gì hết đâu. Rồi. Rồi bữa hôm ở dưới xã ở xã mình nó có cái rồi xin mới cho được hộ nghèo hay gì hả? Dạ. Bây giờ đang ở ngoài chỗ chợ gạo ha. Gạo. Dạ. Ở ngoài chợ gạo, tại chợ gạo luôn, ngồi bán số mà ngồi vô vô cây vậy nè. Thấy mẹ, khổ lắm. Mẹ của Thái tên là gì? Salem. Tên là gì cô? Tên là Hoa. Cũng tên Hoa hả? Dạ. Dạ. Đã đặng thị Hoa gì á. Dạ. Mà giờ cô biết ở ngoài chợ gạo là ở chỗ nào không ạ? Ở ngay chỗ chợ gạo, ngay chỗ đường vô trong chợ á, là đi bả ngồi bữa số để cái bàn nhỏ xíu à. Đường vô chợ hả? Dạ. Đường vô trong cái chợ vô trong. Vô trong chợ gạo á, bên giải hết cái cây á. Dạ. Dạ. Chắc là ngồi tới đó để nó hỏi đến chắc nó ai cũng biết. Hỏi cô Hoa bà bán số. Mẹ của Tiến. Mẹ của Salem. Thái Salem. Dạ. Dạ. Là hỏi mẹ Salem á là người ta biết. Dạ. Cho con hỏi thăm là Thái bị bệnh như vậy á lâu chưa cô ạ? Lâu rồi. Dạ. Lâu rồi hả? Lâu rồi. Dạ. Cũng như mẹ nó cũng muốn đưa điều kiện mà không có tiền đi trị bệnh cho nó.
lúc mà Thải có chia sẻ với con là ngày xưa Thải đập đá dữ lắm, có chuyện đó không? Có. Ngày xưa có mà giờ thấy không có tiền, không có đi xin. Tiền đâu mày? Dạ đúng rồi, à. Đi xin ăn, đi xin mà ngồi về là xin tiền vậy đó. Dạ. À. Bây giờ mẹ chết giờ làm gì giờ? Mà có quỳ phá đập phá gì không? Không. Dạ. Không phá phá gì ai dạ. Đó. Cũng như có người dựa vô vậy thôi. Cũng có người dựa, có người chắc dựa. Không phải dựa đâu. Có. Chắc cái này là tại vì phải có tại vì bận đồ của mẹ đồ đó. À vậy hả? Để đồ của mẹ có bận vô đồ của mẹ không đó. Ồ vậy hả? À, đi mua hoài luôn vậy đó. Dạ. Ngủ ở chùa không mà tối là ngủ ở đường không à. À thường thì Thải buổi tối ngủ đâu cô biết không? Thường tối ngủ ở dưới chợ. Dạ. Rồi ngủ trên nhà tắm ngay chỗ ủy ban xã Đăng Phước. Cũng có. Nhà gì? Nhà tắm á? Dạ. Nhà vệ sinh á. Vậy hả? Nằm đó vậy. Đó. Rồi nhiều khi có ngủ đây cũng có nữa. Dạ. Băng đá này nè. À. Đúng đâu ngủ đó à. À vậy hả? Rồi ngủ băng đá này cũng có nữa. Có lúc cũng về ngủ băng đá ở cô đây. Băng đá này. Dạ. Dạ hả? Thấy mẹ nó khổ, thấy thương mẹ nó với nó thôi. Cũng như đi không có tiền ăn cơm đồ đó xin. Nhiều khi xin bánh cam thì cũng cho bánh cam nữa. Dạ. Mua 10 ngàn nha, không có xin nha. Mua làm tôi dì ba bán cho con 10 ngàn bánh cam. Dạ. Nó rồi tôi cho. Nó nói thôi con dì ba lấy đi. Nó thôi tặng cho Lem á. Dạ. Dạ con cảm ơn dì ba. À. À. Không. Thải thì rất là lịch sự luôn. Rồi, nói chuyện rất là dễ thương. Đúng rồi, dễ thương. Dạ. Không quá ai hết. Dạ. Không quá. Đó là xin. Không phá đồ ai hết đó. Mẹ hết đáng thương mẹ nó. Hỏi hết. Cứ sớm nào từ đây dài xuống tới ủy ban cũng vậy. Dạ. Là đáng thương mẹ của Salem, đáng thương trước đây giúp mẹ nó. Con nghe nói trước đây là Thải là đi hát hội chợ. Đúng rồi, hát hội chợ ở trên đồ hát hay không? Hay lắm. Dạ hả? Đẹp trai hát hay lắm. Dạ. Rồi à. Sao đi lên thành phố bị sa ngã gì mình không biết. À có lên thành phố đó, nữa rồi bị sa ngã, sa ngã rồi mới về đây. Rồi mới về đây. Dạ. Đó, rồi có về đây mình có sao mình nói vậy mình không nói thêm ai hết. Dạ. Mà giờ phải đáng thương cho mẹ cho Salem. Dạ. Đó, nhà cũng như nhà mạnh thường quân giúp mẹ nó Salem. Dạ. Đó là tôi cũng trời xin vậy thôi. Dạ. Là xin mạnh thường quân á nhà giúp cho mẹ Salem là có cái nhà hay là số vốn vậy thôi lận mẹ Salem đi trị bệnh. À, bây giờ bị bệnh gì cô biết không? Bệnh cũng lâm bệnh, cũng như là bị bệnh tiểu đường biến chứng. Mẹ của Salem là bị tiểu đường vào biến chứng. Biến chứng tiểu đường đó hả? Biến chứng tiểu đường vào là tiểu đường thì hiện tại không thể chữa hết. Đúng rồi. Nhưng mà để mà có thuốc uống để mình có thể là cầm cừ về cho nó ấy thôi. Chứ mà là chữa hết thì cũng hết được. Dạ. Chỉ có nó nhà. Cũng như giờ mẹ nó không có tiền, giờ mẹ nó khổ quá đó khổ. Vậy ha. Đúng rồi. Dạ, cũng đáng thương là vì mẹ Salem. Vậy thì trong quá trình Thải Salem đi xin về đó có ai đối xử gì tồi với xa Thải không con? Không. Không hả? Không, không dạ. Ai đối xử gì tệ với Thải á. À. Cũng như là nó không có khóa gì của ai hết. Dạ. Giờ không có khóa, ở đây là từ xưa giờ không khóa là chỉ là ngủ ở trước vòng vòng vậy thôi, ngủ chỗ nào cũng ngủ. Dạ. Rồi mưa trời gió thì cũng ngủ cái ráo mình đáng thương vậy thôi. Dạ. Nó cũng như là nhờ vậy cho mẹ Salem rồi có cái chầu nhỏ nhỏ gì mẹ con ở vậy thôi. Dạ, cảm dạ. Ơn cảm ơn cô Hoa nhiều dạ, nhé. Dạ. Dạ là dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ. Như thế cả nhà. À trên đường mà Dũng đi ra thăm mẹ tìm đến xác minh mẹ của Thái Salem thì tình cờ gặp Thái Salem trên đường cả nhà. Oh hello. Oh hello, hello người đẹp. Ơi có. Không, anh mới hello tôi, anh cho tôi tiền đi. Có chứ. Có. Cho tiền. Ừ cho tiền. Để đi tôi đi. Hả? Ừ. Từ từ nói chuyện chút xíu được không? Không cho tiền liền đi. Hôm nay có đi chùa chưa? Thôi cho nè, cho tiền nè. Tiền nè. Nhưng mà cho chú hỏi hai câu hỏi được không? Đây đi, tôi cũng chuyện, tôi đang gặp cái thù người ta đòi nợ tôi dữ lắm. Tôi mắc nợ dữ lắm. Cho chú hỏi có hai câu hỏi. Trời ơi, tôi mắc nợ lắm, không hỏi gì trơn á, tôi khổ dữ lắm, tôi mắc nợ lắm, nhà cửa tôi không có đây nè. Vậy hả? Ừ. Bây giờ chú làm cho con cái nhà. Không cần. Sao vậy? Tôi không thích lên đài truyền hình đừng quay phim. Nè. Thông cảm cho tôi đi, nếu là con người thì mà... tôi đi, tại tôi biết đâu không phải một mình tôi là Phật, mà cả nước mà cả thế giới là đều có hết, không phải và nước Việt Nam không phải có một mình tôi là Phật không đâu. Ừ. Còn rất nhiều ông nhiều bà đang ở trần gian này, nhiều khi tôi nói bậy bà tôi chết ông còn sống ông thấy như thế nào? Ừ. Nếu ông thương tôi ông đừng hỏi nữa, tại vì ở Việt Nam này không phải riêng một mình tôi thành Phật không đâu. Tôi trân trọng cảm ơn ông, tôi có lỗi với ông quá. Tại vì hả còn nhiều ông nhiều bà dữ lắm, tôi nổi da gà đây nè, tôi không nói chơi được. Đúng rồi, da gà thiệt kìa. Dạ. Không nói cho được. Bây giờ tôi nói ông một điều vậy thôi. Nếu như ông làm gì cho bộ nhà nước Việt Nam thì không ông, không có. Nếu như ông
là em sẽ là cái gì đó làm cho nước Việt Nam đủ cho gà luôn em làm cho nước Việt Nam thì ông sẽ được lên trời, không cần thiết gì nữa hết. Chỉ còn làm cho nhà nước Việt Nam thôi. Tôi cảm ơn ông. Mà sao con nổi da gà quá vậy? Mình tôi là thành phật không đâu nha. Còn như ông là đó cho người ta giết tôi chết, ông ơi, trừng phạt tôi chết, tội nghiệp tôi như sao á. Mô Phật, trời ơi, sao nổi, sao nổi có da gà vậy? Có một bà cụ bên kia ra cho thải tiền, thấy thương quá. Cảm ơn bà tốt quá. Thấy thương quá bà. Thấy thương quá, con cũng muốn gặp thải để cho tiền lắm. Chỉ cần ông làm cho nhà nước Việt Nam, làm cho bộ nhà nước Việt Nam thì ông đã không có trời rồi. Cái đó là điều đặt, cái đó là điều đặt ông cho những ông bà làm cho nhà nước Việt Nam. Nhưng mà Thái, Thái gặp đi đâu không? Chú chở đi. Được rồi, tôi cảm ơn ông đi đi. Ông đi không về, ông đừng quên cái nữa hả? Ông chỉ biết là ông làm việc cho nhà nước Việt Nam là ông đã được lên trời rồi. Không có ai cũng vậy chứ. Còn ở ngoài xã hội không có làm việc cho nhà nước Việt Nam á, như tôi nè. Có một mình tôi hay ông nội. Còn mà bên nhà nước là được lên trời hết rồi. Thì chú làm cho chú mà, làm cho ai đâu? Thôi tôi đi nhói, đừng quay cái nữa. Tôi có đi kiếm kẻ. Thì chú cho con tiền. Cho nhiều. Cho thêm, giờ cho con muốn cho nhiên xin nhiêu? 150. Có. Tôi xin 150 ngàn đồng. Chú cho con 200 luôn rồi. Nhưng mà con hát cho chú một bài được rồi. Hát một bài thôi. Không hát được. Hát con, chú nghe con hát hay lắm. Ông vô quán bên ngồi đi. Ông cho tôi tiền để tôi mới vô. Vô đi chú đưa mà. Ông vô đi, tôi tặng ông một món. Tặng ông một món quà. Ông cho tôi tiền đi là tôi tặng ông quà. Được rồi, thì chú dây xe lại đó đã rồi chú vô. Dạ dạ. Bóc xe đại vô trong đi, đâu về đâu. Ờ có thưa bà. Đây là một bộ cán quạt và cây quạt. Mà chèo cứ thôi chửi người ta này nọ. Ủa đâu chơi đâu. Dạ. Nghe lại nha. Dạ biết rồi, anh yên tâm đi, đâu chơi đâu. Ờ được rồi, được rồi, anh em mình rồi, vậy được rồi. Đúng rồi. Ờ, chồng em không cho rồi nhiều hả? Ừ. Trời ơi, lên quá, nổi da gà hay là có nhiều nổi da gà luôn kìa. Dạ được rồi. Dạ. Đi. Em muốn chút. Chắc không biết rồi ha. Em thì làm biết từ thiện anh. Dạ. Rồi anh tính đi chỗ khác đi, em đi chơi đây. Dạ dạ, dạ em biết rồi. Ông móc tiền ra đây. Rồi cho mà. Thì đấy từ từ chú móc tiền ra. Chú ra có khi nào chú thất hứa với con chứ không, mấy lần rồi. Nè nè nè, chú thấy là con à không mất tiền đi. Giờ chú lại ngồi xuống đây, tôi lấy tiền nè, chú đừng ngồi cái quần kìa. Mặc đồ đàng hoàng lại coi. Bộ đồ này như vậy là của những vị thần ở nước ngoài đó, chứ không phải anh Tiến đi vô đi. Chú anh Tiến ngồi đây đứng nữa, em đi đây đi chú khác á, em mét bà 7 giờ. Ừ. Anh Tiến mình còn đứng vậy nữa em ra mấy ông 7 bà 7 á. Không tôn trọng ông nữa giờ. Đây là chú hứa chú sẽ cho con 200 ngàn. Ok, trong tay tôi mới tin. Nhưng mà con phải hát cái chú một bài thôi. Không, mày đưa đi, tôi mới có tin. Có hát không, có hát không? Không. Hát. Con không hát được. Chú nói là ngày xưa là chú đã từng thấy con hát trên hội chợ rồi. Đại, ông cho tôi cầm đi, tiền trong tay tôi mới nói tôi. Mà có hát không hả? Tôi mới trả lời được. Hát không hả? Không, tôi chịu, tiền trong tay tôi kìa, tôi mới chịu, tôi mới trả lời được. Vậy thì con, nãy chú đưa con nhiêu rồi? Không có đưa tôi ngàn nào đâu. Nãy mới đưa 20 ngàn à? Có đâu. Dạ hả? Ủa?
không có ngàn bạc nữa, có con cắt nữa. Bây trước hết là 50 ngàn. Không, đưa tiền đưa đúng rồi, tôi đúng nhiêu? Giờ đúng nhiêu? Nãy tôi xin ông 150 ngàn, hứa cho tôi 200 ngàn mà. Đó. Đó đây. Để tôi ngồi mà. Rồi ok. Ở đây 200 ngàn, ok. Rồi, ông lấy trước mặt ông quay video rồi. Trực tiếp giờ tôi nói giống ông làm gì, ông lấy ông lấy một ông lấy con hỏi của ông bà cô chú anh chị, con là Phật, ông lấy con đi dụ dụ ông này 200 ngàn. Đúng rồi. Cái mặt con để đâu, con nói sao con đi ra đường, con làm ăn nữa. Đó, tiền của mình trong tay nè, đó mấy thân nè, đó. Đúng lắm, càng bản chơi hủ lắm. À, bây giờ quay lại bản ngày xưa mình nếu có ca đây là chú sẽ hát ca là tặng con tặng cho ông. Trời ơi, nó từ. Trời ơi, món quà của Thái tặng nó khoái lắm. Tặng cho ông đó. Cái này là cây quạt, cái này là cán quạt. Vậy hả? Ông đây. Cái này là cái cán quạt nè. Cái này cái cán quạt nè. Rồi. Còn này là cái cây quạt nè. Cây quạt. Đụng quay phim rồi người ta nhìn tại vì mỗi món quà của con tặng chỉ có một cái nhất hả? Vậy hả? Ừ. Chú nghe con hát rất là hay. Và không chú là ca sĩ nè. Không tin không? Hay là bây giờ để em... chú con hát đi rồi chú tặng là hát lại con bài. Rồi hay chú đi. Đi à, bây giờ hai anh làm ơn đừng như vậy nữa. Chú là ca sĩ hai anh làm vậy là hai anh đang làm khó tôi. Mình là con người chứ đâu, mình đâu phải là dân nông thôn thời ăn lông ở lỗ đâu, mình yếu nó hoài vậy. Chú biết được mấy con ngày xưa hát là hay dạ. Mà chú rất là ngưỡng mộ chồng hát của con. Không có gì đi, bỏ xe đi. Rồi, chú rất là ngưỡng mộ. Ủa, ở ông bà tổ Như Lai làm đó. Đi mới làm nãy luôn á. Dạ hả? Ừ. Chú rất là ngưỡng mộ dòng hát con luôn á. Ngày xưa con hát những bản rất là hay. Bây giờ chú chỉ cần nghe con hát bằng. Thôi, không đâu. Rồi chú là ca sĩ đó. Ừ. Rồi chú con hát lại cho con tặng con một bài. Dạ không, con không nghe đâu thôi. Chú hát hay, khán giả yêu thích chú, con nghe chi? Thì ý nói con nói ông phải được nữa. À. Để con cho xin phép nói đã. À, con nói chuyện là thật. Ôi kỳ quá chừng quá lắm thiệt á. Thôi. Nè tao nói cho mày biết hả? Bà tuần mày chờ mở mày chở tao chờ lên làm. Bây giờ mày tự xuống mày đứng đây mày trước bà tao làm gì? Hả? Thôi. Thôi Thái. Mày tính làm gì tao? Đang muốn quay chút nó tại vì mình đang đứng nó nhìn thấy là nó sợ nó ấy. Ôi Thái ơi, người ta đi rồi. Thưa cả nhà, đó, đây là cái món quà của Thái Salem tặng cho Xuân Dũng đây. Đó, đây là cái quạt này, quạt ba tiên gì đó, ba tiễn ba tiên gì đó của Thái Salem, quạt ba tiêu của Thái Salem này. Còn đây là nãy cái gì nói cái gì quên nó tiêu rồi, nãy ông nói cái này là bông hoa gì đó. Ủa, gà. À, bông hoa. Trời ơi, đây là hình như là nhớ đây là cái quần của ổng, ông xé ra nè, quần xé ra đơm lên cái lãng hoa. Còn đây là quạt ba tiêu của Thái Salem đây. Dùng cái cán quạt á. Cái quạt á hả? Dạ, cái quạt cái đó làm bằng lá sa kê. Tại vì là lá sa kê là lưu danh thiên sự, chỉ có lá sa kê làm là cây quạt thần thôi. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn ông mới đúng á, con cảm ơn ông. À, bây giờ ông giúp lại cho con, cảm ơn ông. Ba cái thứ đàn ông đó hả, con nhìn tới cùng chung quê con á, mà nó mất dạy, có vợ của con rồi. Vợ con nó thì nói chuyện nó đàng hoàng, còn tụi nó mất dạy khư lắm. Ừ. Chứ không phải là con chứ không phải là con khó. Rồi. Con rất là ghét đàn ông nào mà hả mất dạy với lại là dê, và điều đặc biệt nhất là ông biết sao không? Con ghét với lại dịp tệ nạn mà hả bạo hành gia đình. Rồi. Rồi chú tạm biệt con nha. Hẹn gặp con. Cảm ơn. Con bảo trọng và giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn. Trời ơi quá lịch sự luôn. Cảm ơn con nhiều. À, bây giờ chú về Sài Gòn đây. Dạ. Con khi nào có lên Sài Gòn thì alo chú nha. Con cũng đang ngon, chú đi đi. Dạ hả? Tạm biệt con, bye bye. Một khi con đi là con có nói chuyện. Ừ, rồi bye bye. Dạ, rồi, giỏi quá. Tôi đã chót yêu đơn phương một người.
nên đã chót mang niềm đau cả đời. Dù lòng nào đâu gian dối, cớ sao lời chẳng nói nên câu, để đêm về lạnh giá con tim.